cùng nhau uh, bắt đầu buổi dung, uh, tối hôm nay anh chị nha rồi thì uh, trước khi vào cái uh, nội dung uh, ngày hôm nay anh chị uh, tôi chia sẻ anh chị một cái câu chuyện uh, thành công từ người thật vị thật anh chị uh, đến từ một cái người bạn trong nhóm học tập của tú luôn không ạ uh, rất là tuyệt vời khi mà trước khi chuẩn bị vào zoom với các anh chị thì uh, chị có nhắn tin cho tú anh chị mình thấy uh, rất là vui bởi vì uh, mình đã giúp được cho một cái người bạn của mình uh, không chỉ là có thay đổi cái kết quả về mối quan hệ mà còn thay đổi cái kết quả về tài chính anh chị à, và tương lai sẽ thay đổi rất là nhiều và sức khỏe nữa à, rồi rất là nhiều những cái mục tiêu khác thì các anh chị có nhớ hồi tháng 7 tôi có chia sẻ anh chị một cái câu chuyện à, của một người chị trong nhóm của của tối nhớ học tập của tối anh chị là chị này là à, không có được khỏe về da đó à, có sức khỏe không được khỏe về da anh chị nha và chính bởi vì cái sự không có khỏe về da đó mà dẫn tới câu chuyện là chị tự ti về, về bản thân của mình và dẫn tới là có những cái niềm tin nó không có được đúng đắn trong mối quan hệ vợ chồng tại vì uh, chị nghĩ rằng là bây giờ mình da mình như thế này như thế kia thì uh, chắc là chồng mình sẽ không có thương mình rồi uh, nhu cầu này kia của hai, nói chung là hai người ngủ với nhau nhưng mà không không có gì hết trơn anh chị nghĩ là giống như hai hai khúc gỗ rồi đó kiểu như thế thế xong rồi chị cũng có những cái niềm tin bên trong là uh, sợ chị chồng mình là như thế này như thế kia nên là suy nghĩ là nếu mà chồng mà có nhu cầu thì có thể là tìm người thứ ba thì cuối cùng mà chồng chỉ có người thứ ba thật anh chị Và xong rồi xong mà khi có người thứ ba thì chị không được vui tại ừ. vì anh chị biết được rồi là khi mà anh chị nghĩ cái điều gì nhiều ấy, thì điều đó sẽ đến thôi nghĩ điều gì nhiều anh chị nó sẽ đến anh chị nha dù anh chị nghĩ tốt hay không tốt với nó đều đến như nhau tại vì vũ trụ không có thời gian để tranh luận với chúng ta điều này có nên hay không nên mà vũ trụ chỉ là uh, mình lệnh của bạn là mình lệnh đối với tôi mong muốn của ngài là mong muốn của tôi mong muốn của ngài mong muốn của cả vũ trụ này à vậy ngay bây giờ ngay lúc này bạn mong muốn điều gì thì các anh chị nói cái điều anh chị muốn với vũ trụ và anh chị nói không phải là nói một lần nha mà anh chị nói rất nhiều lần anh chị nói liên tục thì điều đó nó sẽ được thực thi tại vì khi anh chị nói nhiều ấy vũ trụ sẽ biết được rằng đây là cái sự ưu tiên của chúng ta về cái điều đây là cái điều mà các anh chị muốn và đây là cái điều anh chị ưu tiên thì khi mà chị gọi cho tố là chị đang bị khủng hoảng về tài chính anh chị nha đang chưa dư một khoản tiền cũng khá khá lớn đối với chị tại vì chị không có đi làm À, phụ thuộc uh, nguồn tài chính từ chồng à, Còn chồng thì lại mối quan hệ như thế đó Rồi sức khỏe thì lại không được khỏe Chạy chữa rất là nhiều Cuối cùng là tiền thì là chưa được dương Mà sức khỏe thì cũng không có luôn Rồi uh, cá nhân uh, chồng thì thế này Nói chung là tài chính, mối quan hệ, sức khỏe Là ba cái là coi như là chỉ Chỉ gọi là sụp đổ hết anh chị Thì cái lúc mà gặp là coi như anh chị biết không <laughs> Khi mà chị nhắn tin cho Tú là tố à, như một cái tấu sớ anh chị nha Thế xong bút máy lên tôi gọi thì nghe bên đầu dây bên kia rất là kiểu như là út ức anh chị không biết tâm sự với ai. Thì khi mà chị kể ra thì uh, tôi nghe được một xíu rồi tôi mới hỏi là thế tôi mới định hướng anh chị phát triển nha anh chị nha. Tôi định hướng cho chị phát triển làm sao chị gỡ cái nút thắt đó. Và một cái điều rất là tuyệt vời là trong vòng uh, một tuần, hai tuần, gần hai tuần thì khi mà chị làm các cái bước mà tôi hướng dẫn anh chị. Thì đầu tiên là mối quan hệ giữa hai vợ chồng là cái người thứ ba mất tiêu. <laughs> không biết đi đâu anh chị nhưng mà chung quy là bây giờ là chồng quay trở về và rất là yêu thương chị à, sau khi mỗi lần mà đi công tác xa thì luôn dặn dò hai mẹ con là à, tại vì chị ở ngoài miền Bắc anh chị thì cái thời điểm đó thời tiết rất là nóng bảo nếu mà hai mẹ con không có việc gì cần thì không nên ra đường rồi um, cho tiền ở nhà xài anh chị hỏi xài bảo xài không đủ thì nhắn tin anh nên gửi tiền thêm rồi về có nghĩa là mặc dù là da của chị chưa được khỏe nha lúc trước là chị rất là tự ti khi mà chồng ôm mình hay, hay là có những cái cử chỉ thân mật thì ngại lắm nên là chị không có muốn gần chồng ấy nhưng mà bây giờ về là hai người kiểu giống như là rất là tình cảm luôn không có bị ngại mặc dù là da của chị vẫn thế anh chị và tiếp theo là như là mối quan hệ đầu tiên là mối quan hệ đã rất là phát triển lên anh chị và hồi nãy khi mà có là trong một cái thời gian phát triển và học tập với câu lạc bộ xong sau đó rồi là uh, một tháng là từ cái ngày hôm đó chị nhắn là tối tới ngày hôm nay thì một tháng sau, chị mới vừa nhắn cho nghĩa là cái khoản mà chị chưa dương. Ấy. Cái khoản mà chị chưa dương bởi vì chị huy động vốn để đi điều trị da nhưng mà điều trị không có thành công. Thì anh chị biết không ạ? À? Chị tưởng là, có nghĩa là chị nghĩ là chồng biết thì chồng sẽ giận. Nhưng mà rất là tuyệt vời là chồng biết là chị đang chưa dương cái khoản đó. Gần 50 triệu, chồng lấy tiền ra trả cho chị luôn. <laughs> Và anh chị biết cái gì không ạ? À? Khi mà, à, khi mà sao anh chị? khi mà 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 chỉ đặt mục tiêu ấy có là chỉ đặt mục tiêu là từ đây đến cuối năm nha là sẽ có được cái khoản số tiền ở trong tài khoản là 60 triệu thì coi như là khi mà chồng cho 50 triệu để trả tiền kia thì sao à và có thêm 3 triệu ở đâu nữa tôi không biết thì chỉ đã đạt được 53 triệu trên tổng 60 triệu chỉ đặt ra từ đây đến cuối năm ừ. và cái điều tuyệt vời tiếp theo anh chị đó chính là gì ngày trước chỉ có một mình chỉ đi tìm chỉ có một mình chỉ đi tìm gì à? à đi tìm cái nơi để điều trị da thôi à, nhưng mà bây giờ là có chồng mà giúp cho chị tìm nữa nghĩa là cùng với chị là vượt qua cái giai đoạn mà sức khỏe đang ok đó anh chị nghĩa là thay vì lúc trước là chỉ cứ một mình mình ôm cái nỗi niềm đó là tự mình à, chùm tay chùm chân mà đi kiếm cái nơi điều trị rồi đi đến nơi này nơi kia để mà tự mình giải quyết ấy xong rồi à, tự mình huy động vốn để giải quyết không? tại vì không có tài chính mà mà bây giờ không không có dám nói nghĩa là không có tài chính mà bây giờ cái đó thì không cái da mình không có được khỏe thì chỉ rất là tự ti anh chị cũng không có dám ngỏ lời với chồng nhiều xong bây giờ là sức khỏe thì đang trên quá trình điều trị nhưng mà bây giờ chồng là hỗ trợ về tài chính rồi chồng còn hỗ trợ yêu còn yêu thương chị nè còn rất là cái là quay về rồi anh chị nha nói chung là khi mà chị chia sẻ với tốt bạc cái mục tiêu về tài chính của chị là chị đặt là cuối năm nay là chỉ có 60 triệu thì bây giờ từ đây chưa đến cuối năm mà hôm nay tới ngày hôm nay mới sau một tháng anh chị. Chị khoe với tôi là chị đạt được 53 triệu. Tuyệt vời không ạ? Và chị nói với tôi một câu mà tôi thấy cực kỳ có nghĩa là cái kết quả của chị anh chị không phải là kết quả điển hình nha. Mỗi cá nhân khác nhau sẽ cho ra những cái kết quả khác nhau. Nó phụ thuộc vào cái gì anh chị biết không? Điều gì tạo nên cái kết quả tuyệt vời như vậy? Hồi nãy chị có nói với tôi một câu là chị còn một cái nguyện vọng nữa nó chính là bởi vì chồng của chị ngày trước là bởi vì chị từng đi học những cái khóa học mà uh, không có thành công ấy. Xong mà chồng của chị bây giờ là không có cho chị học những cái gì liên, nó liên quan về Zoom. Nhưng mà chị xem live stream thì được. Có nghĩa là chị đang xem live stream của Tú anh chị. Tại vì tôi phát live stream ở trên Facebook mà. Xong chị hỏi tôi Tú, chị còn một cái nguyện vọng Hỏi <laughs> nguyện vọng gì? Được vào gym của em học trực tiếp không học qua live stream nữa. Cái tôi nói em biết chị biết cách làm mà. Hai cái kia nó khó thế chị còn làm được cái này chị dư sức biết làm. Tại vì cái công thức có một cái thôi Bây giờ chỉ cần thay đổi mục tiêu Chị ráp công thức của em vô là ra thôi Cái xong đó là chị nói Ờ ha Tôi nói trời cái kia nó khó thế Mà chị còn làm được Mà cái này là vào dung dễ mà Tôi nói là công thức như thế Chị cứ ráp công thức vô chị làm thôi Và anh chị biết điều gì tạo nên Cái kết quả của chị không ạ à? Chị nói với tôi một câu thôi Có nghĩa là Bản thân của chị ấy là làm chủ được tâm trí của mình khát khao niềm tin đó, anh chị nó đến từ cái việc là chúng ta phải làm chủ được tâm trí của mình và chị chia sẻ một cái bí kíp và lý do mà chị có được cái kết quả như thế là chị bật dùm nghĩa là chị bật cái livestream của tú từ sáng tới chiều tối luôn tại vì chỉ mà rời ra khỏi cái livestream cái là bắt đầu là tâm trí nó đi gì à? nó đi du lịch ngay anh chị chị nói là chị rất là sợ là để cho tâm trí của chị nó bay bổng là nó sẽ quay về những cái câu chuyện cũ những cái Uh, những cái điều cũ kỹ ấy, và nó kéo những cái vấn đề đến tại vì nghe trước ấy <laughs> chúc mừng uh, chị nha <laughs> được không ạ à? À, nhóm tôi có mấy chị là toàn gặp tôi không biết sao giống như hồi hôn nhân gia đình đó anh chị mà kiểu giống như được hấp dẫn hay sao được hấp dẫn hay sao anh chị mối quan hệ gia đình mình hạnh phúc nên là mình hấp dẫn những cái người mà họ cũng mong muốn gia đình hạnh phúc ấy cái xong rồi tôi gặp những chị đó mối cái nhu cầu đầu tiên là quay gia đình hạnh phúc trước đã Ừ. Và sao anh chị biết không Chị nói là chị tập trung vào Làm chủ tâm trí của chị bằng cách là chị nghe live stream của Tú Từ sáng tới Chiều tối luôn trừ những lúc mà chị ra đường thì Chị không nghe nhưng mà về tới nhà chị nghe liền luôn Nghĩa là tại vì chị biết là chị vừa ra đường Và chị vừa tiếp xúc với những cái trường năng lượng Nó không có tích cực anh chị Nó đen không có được tích cực ấy Thì chị về là chị Nhanh gọn lẹ là bật lên nghe liền anh chị Giống như chỉ hòa vào trong cái dòng chảy của năng lượng anh chị và lúc nào chị cũng chìm đắm trong live stream anh chị nha cho nên là chị tập trung vào cái mục tiêu của chị nó 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 liên tục 24 trên 24 như thế thì sao mà không đạt được cái kết quả chị nói là tôi hỏi chị có biết lý do vì sao chị đạt được kết quả này không chị nói là chị chỉ làm đúng một cái công thức mà doanh nhân chia sẻ thôi đó chính là làm chủ tâm trí của mình luôn hướng tới những điều tốt đẹp và tích cực những cái điều mình muốn chứ không đừng nói những điều mình không muốn nữa và cuối cùng mà chị đạt được cái thành quả và cái kết quả vô cùng tuyệt vời sau một tháng ấy, anh chị nha sau có một tháng thôi tú nghe xong nó nói gì gà đúng không? Nghĩa là tại vì anh chị biết không cái lúc mà chị đến với tú là thật sự với anh chị là tú nghe tú nghe xong mới nói là trời ơi, không biết là chị đã làm gì với tâm trí của chị vậy sao rồi chị đối xử rất là thì, đối xử tồi tệ với tâm trí của chị thế nghĩa là tại vì chị chị nói những điều chị không muốn ấy chị liên tục nói những điều chị không muốn rõ ràng chỉ điều chị muốn là điều này nhưng mà chị cứ nói về những cái điều chị không muốn thôi và tú nói lúc đó là tú nói thật luôn những anh chị nào mà cái khía cạnh về tài chính hay là mối quan hệ hay sức khỏe anh chị đang không ok là chúng ta đang đối xử với tâm trí mình nó hơi tệ anh chị anh chị giao tiếp sai hết trơn rồi. sai hết luôn anh chị và tú thì không có nói chung là như thế này nè tú chỉ hướng dẫn các anh chị cái cách giao tiếp này thôi và hướng dẫn các anh chị phải làm chủ được tâm trí anh chị 24 mươi trên hai Lý do vì sao mà chị đạt mục tiêu nhanh hơn là bởi vì chị làm chủ tâm trí của chị. Giữ được cái tâm trí của chị hướng tới cái điều chị muốn lâu hơn mình thôi anh chị. Được không ạ? À? Và rất nhiều câu chuyện thành công mà tú nghe của các anh chị trong nhóm thì công thức là như điều như nhau như quan trọng. Ai là người làm? Ai là người làm thôi? Tại vì chúng ta hay bị cuốn theo thói quen cũ là ngày có 24 giờ. 6 tiếng để ngủ. 18 tiếng là anh chị uh, trong đó là có 8 tiếng nghĩ về điều mình muốn nhưng mà có 10 tiếng là bắt đầu ngồi suy nghĩ về những câu chuyện và không tích cực. Những uh, nghĩ về những cái điều mình không muốn và ngồi bắt đầu suy nghĩ thẩn thờ, nhìn xa xăm. Bắt đầu nghĩ tới thách thức, bắt đầu nghĩ tới khó khăn, chưa làm mà đã sợ. Chưa làm mà bắt đầu có cái viễn cảnh đó anh chị có cái biển cảnh bên trong nào mà gì ạ nào là thế này thế kia nha bắt đầu là đánh giá người khác nha bắt đầu là tâm trí bay bổng tâm trí bay bổng gì anh chị được không à cho nên cái chìa khóa tại bên chị biết không cuộc sống ấy cuộc sống là trò chơi của cảm xúc của anh chị nha ai làm chủ được cảm xúc của mình thì người đó chiến thắng mà ai không làm được thì mình sẽ trở thành gì ạ? Mình uh, không không mình 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 tham gia vào cuộc chơi mình không có thắng được. Rồi mình sẽ bị cuốn vào những cái tiểu tiết vụn vặt trong cuộc đấu tranh sinh tồn mà anh chị. Những cái người thành công họ hơn chúng ta là bởi vì họ làm chủ được tâm trí của họ thôi. Họ biết cho tâm trí họ ăn những cái thực phẩm hay những cái chất dinh dưỡng, những cái tư duy, những cái thói quen Hay họ để cho mắt của họ xem Tai của họ được nghe Họ được cảm nhận Họ được nhìn thấy, họ được uh, nghe, được thấy, được cảm nhận Những cái điều mà họ muốn trải nghiệm trong cuộc đời Còn lý do 95% nhân số ngoài kia không trải nghiệm được những cái điều họ muốn Là bởi vì họ không làm chủ tâm trí của họ thôi và đơn giản nếu mà chúng ta chưa làm chủ được tâm trí của chúng ta đơn giản là các anh chị chưa có biết mình muốn cái điều gì các anh chị không biết mình muốn cái gì anh chị hả cho nên các anh chị mới mất kiểm soát trong việc làm chủ tâm trí của mình còn nếu mà chúng ta có một cái mục tiêu rõ ràng một cái mong muốn rõ ràng một cái hình mẫu một cái con người anh chị mong muốn trở thành một cái bản tầm nhìn về tương lai của anh chị Tôi khẳng định luôn không bao giờ anh chị để tâm trí anh chị nó đi lông nhông đâu. Tại vì thời gian người ta nghĩ hết tới mục tiêu rồi. Nào mục tiêu 30 ngày nè. Mục tiêu 1 uh, năm, 2 năm, mục tiêu 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, năm. Thời gian đâu mà mà, mà, mà nghĩ vào những cái chuyện cỏn con đúng không ạ? Chuyện nhà hàng sớm lo làm gì hôm qua tôi đã chia sẻ với các anh chị rồi Đánh giá người khác không làm mình tốt đẹp hơn anh chị nha. Phán xét người khác cũng không làm mình tốt đẹp hơn hay làm cho kinh tế mình giàu lên mà ai mới là người làm cho cuộc sống mình tốt đẹp lên anh chị có phải những người ngoài kia nói tốt về anh chị không ạ à? bên ngoài kia người ta có nói tốt về anh chị á? hay là không nói tốt về anh chị không ảnh, không ảnh hưởng tới cái 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 cái, cái kinh tế của mình anh chị nha không ảnh hưởng tới cuộc sống anh chị đâu trừ khi anh chị cho phép thôi mình mới là người làm chủ cuộc đời của mình nên nên là chúng ta hơn nhau cái quyền kiểm soát anh chị còn công thức là như nhau mà. Các quy luật vũ trụ chúng ta đều dù trải nghiệm như nhau. Chỉ có điều là chúng ta không có quyết liệt và kiên nhẫn trong việc lấy lại quyền kiểm soát đó. Được không ạ? À? Bao nhiêu trong số anh chị bắt đầu từ ngày hôm nay ra quyết định là mình làm chủ tâm trí của mình, mình làm chủ cuộc đời của mình thì cái mình tôi đấy ạ. À. Không có để tâm trí mình nó nó đi uh, chơi anh chị nha. Cho nên là Tú bảo với các anh chị rằng là các anh chị nào mà chúng ta đang gặp những cái điều mà đang không được thuận lợi thì có một uh, số anh chị hỏi Tú là bây giờ chị như thế này chị bắt đầu từ đâu? Dạ vâng, bắt đầu từ bộ livestream stream. Chu kỳ tháng 6 xong rồi chép chu kỳ tháng 7 tới tháng 8 nữa. Hỏi có con đường nào nhanh hơn không em? Dạ đây là nhanh nhất rồi chị đang tìm con đường nhanh đúng không đây vũ trụ vô chị con đường nhanh nhất rồi còn chị muốn nhanh hơn thì không biết em không biết anh chị nào muốn nhanh hơn thì tôi không biết nhưng mà có rất là nhiều anh chị đã thay đổi rất là có những cái kết quả rất là vi diệu như câu chuyện tôi vừa chia sẻ anh chị đó cho nên cái chìa khóa là gì à? Cái anh chị phải liên tục cho tâm trí của mình được uh, tiếp xúc năm cái giác quan của anh chị ấy, được tiếp xúc với những cái điều tích cực những cái điều tốt đẹp nghe nói nhìn thấy cảm nhận phải đưa mình vào trong cái môi trường phải rơi vào một cái môi trường anh chị nha à, phải cho phép bản thân mình tham gia vào một cái môi trường ở nơi đó có ở nơi đó có những cái người thành công ở nơi đó có những cái người có mục tiêu có hài bão ước mơ nhưng có tập bộ của mình ấy Đúng không ạ? À? Anh chị thấy ông vào là tổng kết thành công và tập trung vào bên trong của mình. Rồi tới lúc mà tôi chia sẻ cũng chia sẻ anh chị về những cái điều giúp anh chị làm chủ tâm trí của mình, tư duy của mình. Được không ạ? À? Nha anh chị nha. Cho nên là mình phải kiên nhẫn và phải quyết liệt trong cái việc kiểm soát tâm trí của mình nha lâu lâu mà thấy nó bắt đầu bay bay cái là mình chụp nó liền kéo xuống nhét vô túi liền Thế là bay bay vô mấy cái tư duy mà không tích cực đó là nắm xuống càng nhét vô túi liền anh chị đẩy cái mục tiêu 30 ngày của mình lên đẩy cái mục tiêu 6 tháng của mình lên đẩy mục tiêu năm của mình lên bản tâm nhìn của mình đâu lấy anh nhìn đi Được không à? Cho nên anh chị thấy cái việc có mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng hay mục tiêu năm có quan trọng không ạ? À? Và có rất nhiều anh chị ở ngoài kia không bao giờ đặt mục tiêu và đó giờ vì sao mà anh chị đi hoài nó không đến. Và cả một năm trôi qua, lanh quẩn, quanh quẩn, quanh quẩn hết năm không biết. Mình thấy mình sao buồn, sao buồn hết năm mà chưa làm gì hết trơn. Cho nên bắt đầu từ đâu anh chị biết không? Bắt đầu từ mục tiêu anh chị nha. Được không ạ? À? Ok các anh chị. Rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái tư duy tiếp theo. Một cái thói quen tiếp theo anh chị. Của những người thành công. Ấy. Đó là người giàu ấy, thì họ sẵn sàng tôn vinh giá trị bản thân của họ người giàu của anh chị nha họ sẽ sẵn sàng tôn vinh giá trị bản thân của họ còn người chưa giàu ấy thì họ suy nghĩ không tích cực về bán hàng và quảng bá nói là người giàu họ rất là thích bán hàng anh chị họ thích là thích cái việc mà tôn vinh giá trị của mình marketing nè quảng bá nè còn người chưa giàu thì họ cảm thấy là họ không suy nghĩ họ suy nghĩ không được tích cực về cái việc bán hàng và quảng bá không biết anh chị có từng giống như tú hay không á nghĩa là cái giai đoạn mà có những cái có có cái thời điểm anh chị là tú có một cái thói quen là mình hay suy nghĩ không tốt về bản thân của mình mình thấy bản thân mình là thiếu cái này thiếu cái kia nhưng mình thấy bản thân mình không có làm tốt cái gì anh chị và mình cũng không bao giờ khen thưởng chính bản thân của mình khi mà làm được một cái điều đó đạt được cái kết quả hay là thành công nhỏ mình cũng không bao giờ mình ăn mừng hay khen thưởng bởi vì mình thấy chuyện nhà bình thường mà ai làm chả được nói chung là làm được thì không thấy khen nhưng mà làm không được thì tới công chuyện làm không được là là tới công chuyện anh chị nha làm mà không được cái là tới công chuyện với chị ngay bắt đầu là mình chết móc bản thân của mình à, tại sao mình thế này tại sao mình thế kia rồi mình không đủ tốt mình không đủ giỏi rồi mình cứ tập trung vào những cái điều cái 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 gọi là chúng ta hay gọi là cái điểm yếu anh chị cái điểm mà không mạnh của mình mình tập trung vào những cái điều đó thôi rồi tự nhiên mình tập trung vào những cái điều đó mình tập trung vào những cái điều mình không làm được cái mình không có cái xong rồi anh chị thấy không vui và chúng ta tự trách bản thân mình tự chỉ trích nè phán xét chính mình nè cái bắt đầu nó sinh ra cái cảm xúc không được tích cực anh chị nha và khi mà sinh ra cái cảm xúc không được tích cực thì sao anh chị giờ mình sẽ không có năng lượng và khi mà mình không có năng lượng thì mình sẽ không có tự tin làm cái việc gì hết mình cứ nghĩ là bản thân mình không có đủ tốt bản thân mình không có đủ giỏi anh chị cho nên mình không có được quyền được hạnh phúc mà cho mình nên là mình không có quyền được phép hạnh phúc anh chị ha và mỗi lần mà mình nhìn vào cái con người trong gương ấy, Mình nói thế này nè Là gì à? Là nào da mặt của mình không được đẹp nè Cơ thể của mình Không có sức sống nè Da không được lén mịn như người ta Body thì cũng không bằng ai Rồi mình không có giỏi Mình không có tốt Nên mình không có thể nào giàu được cho nên là mình không có nào gặp được những cái người mà tại vì mình biết là mây may, may tầng nào hấp dẫn hấp dẫn mây tầng đó mà và anh chị biết không ạ à? có một điều rất là tuyệt vời là bên trong con người của chúng ta là có hai với lại bên trong của mình nó có hai con người một là con người con người không có thành công và khi mà chúng ta nuôi dưỡng con người nào ấy, thì con người đó sẽ lớn và trưởng thành cái gì nuôi dưỡng cái nó phát triển mà cái gì không nuôi anh chị đã đó thời gian sau nó cũng tự tự nó 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 nó, nó lụi tàn thôi anh chị và khi thời điểm đó thì tú nuôi dưỡng con người không thành công anh chị bởi vì mình là liên cái cái chất dinh dưỡng mà cho con người không thành công mà của mình nó nó phát triển là gì anh chị biết không là mình liên tục tập trung vào những cái điều không thành công mình không ăn mừng thành công của mình hoặc thậm chí của người khác ui, ta về có mấy triệu bạc, à? có đâu ăn, có nhiều anh chị vô phòng gym mới ngồi đọc ăn mừng thành công mà mặt cứ chơi chơi ra, kiểu như không phải tiền của mình không có không có gì ăn mừng, thậm chí tiền mình về mình cũng uh, thấy bình thường. Bao xong trong số anh chị từng thấy nhà từng từng trải qua như vậy ở những tiền lương, thậm chí tiền thu nhập kinh doanh về nhưng mà anh chị nhìn giống như là điều hiển nhiên nó phải về, tại vì nó trả cho cái công lao công sức làm việc của tôi trong một tháng vừa qua mà nó về là hiển nhiên sao phải làm quá lên tiền thôi mà có không ạ à? đấy cái câu cửa miệng của một số anh chị là tiền thôi mà có gì đâu mà làm quá lên nhà vân không có cần không có làm quá đâu anh chị mà thử đụng tới tiền anh chị xem <laughs> là tới công chuyện ngay anh chị ha. cứ nói tiền quan trọng gì chứ không thử thử không có tiền coi là mặt chầm dầm ngay à đúng không ạ à? nhận tiền xong mà thấy nhiều đây ít mà đúng rồi mà có nhiều anh chị thậm chí là nhận tiền lương hoặc thậm chí tiền kinh doanh nhiều người nhiều người khen trời ơi xong nay chị về nhiều tiền quá vậy chị thấy bình thường mà ít mà em 5 triệu ba bốn triệu mà kêu ít anh chị anh chị biết ba bốn triệu là thu nhập mức lương của một cái người mà đang ở tỉnh không có thể anh chị đang ở thành phố hồ chí minh thì ba bốn triệu anh chị thấy nó bình thường nhưng ba bốn triệu có thể là cái mức sống của một cái người mà họ đang không có dư giả anh chị thì ba bốn triệu là một số tiền rất là lớn được không ạ à? bình thường mà mấy trăm nghìn về cái xong bảo xấu của em chị thấy tiền nhỏ quá rồi có nhiều anh chị ấy, là mỗi lần tôi hỏi tới thành công mấy nay chị học tập thế nào có thành công gì chia sẻ em với à, Chị chị Nói chung là thành công sức khỏe mối quan hệ thì có Nhưng mà tiền thì không có thành công lắm em ơi Cái tôi hỏi Thế theo thì chị là tiêu chí của chị là bao nhiêu mà chị gọi là thành công về tài chính Chị nói phải tiền trăm tiền triệu cơ tôi nói Nè Một nghìn mà chị cũng không ăn mừng ấy Một nghìn mà chị cũng cảm thấy nó là nhỏ ấy. Thì chị đừng mong là có được Một triệu một triệu mà mình không ăn mừng mình cũng cảm thấy là bình thường ở nhỏ không thành công lắm thì đừng mong có 10 triệu chứ đừng nói chỉ là tiền trăm anh chị hả à. tại vì cách vũ trụ tạo ra một đô ấy, là cách vũ trụ tạo ra một triệu đô anh chị đối với vũ trụ là không phân biệt kích cỡ mà do mình tự phân biệt thôi cho nên nếu mà anh chị không có hào hứng ờ, với uh, những cái điều vũ trụ ban tặng anh chị phải hiểu được rằng là tiền là phúc lành anh chị phải hình dung như vậy nhà khi mà anh chị hấp dẫn được một nghìn hay là hai nghìn nó về với anh chị anh chị phải hình dung đây là dấu hiệu vũ trụ đang nói là ngay bây giờ ngay lúc này bạn đang cùng tần số với tiền đó nên là khi anh chị gặp tiền rất rất ngoài đường ấy một số anh chị là thấy là kìa tiền của ai kìa Tiền ai kìa lấy anh đi à. Tiền ai kìa đi qua đi lại chả lấy hết trơn Từ chối sự giàu có Như anh chị có biết không ạ à? Anh chị chỉ có thể nhìn thấy những gì Anh chị muốn nhìn thấy khi anh chị ở cùng tần số Với điều đó thôi Vậy nếu anh chị nhìn thấy 1.000 hay 2.000 Đồng nghĩa việc lúc đó anh chị nhân cùng tần số Với tiền rồi Là anh chị phải biết được rằng là như vậy nè Thấy 1.000 hay 2 nghìn là đúng không Cơn mưa tiền đang chuẩn bị ào đổ ào vô nhà mình mở cửa về nhà mở cửa ngay liền ngay và luôn mở sẵn cửa mở sẵn cửa nẻo đón tiền vào nhà đón thần tài vào nhà còn ngày thấy nghìn thấy nghìn giống như là tờ giấy anh chị nghìn thôi mà sao đâu xin nhê gì tôi về tiền triệu tôi thấy bình thường vũ trụ nói đã không thành công còn chảnh cô chủ nói là gì à? đã, đã không thành công còn chảnh nữa khỏi cho nữa cho biết tay cho biết mốt không có rồi rồi đó đừng có đừng có uh, nói nha đúng không anh chị trời ơi, tại vì cái đó là cái niềm tin tôi chẳng biết ai gieo cho chúng ta nữa là tiền rớt ngoài đường hay tiền rớt ở dưới chân là tiền không may mắn nhưng mà khi chúng ta học về các quy luật anh chị nha Cải của cái của vũ trụ này á, của cái vật chất của vũ trụ là vô kể rất là nhiều sẽ đến từ khắp mọi nơi khắp mọi nơi và khắp mọi nguồn anh chị cho nên ta đừng có giới hạn bất kỳ nguồn nào anh chị ha ví dụ thờ tháng đó anh chị đặt mục tiêu là tiền về trăm triệu đi đạt được chín 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 mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn cái còn thiếu 10.000 đúng không ừ. đi ngoài đường thấy rất là 10.000 không lấy vũ trụ nói trời cái tầm 10.000 nó về là tổng kết vô là trăm triệu rồi không lấy anh chị tiền ai rớt kìa cái xong tối về tổng kết thành công mình đạt được 99 phần hỏi còn thiếu nhiêu dạ, thiếu 10.000 Trời thiếu 10.000 lấy tiền đâu bỏ vô đi. Không có em ơi. Lắm, mà hay lắm hồi chiều chị thấy 10.000 á. Hỏi thấy xong lấy tiền không hên mà hầu sao không không biết được rằng là vũ trụ nói có 10.000 cho rất 10.000 đó lấy đi là coi như đạt mục tiêu luôn không chịu đâu anh chị đó cho nên là chúng ta cần phải hiểu anh chị ha à? Tao đang nói chủ đề thành công giàu có có anh chị hỏi đó chủ đề đang liên quan lắm tú không giải đáp cái câu đó nha tại vì tự nhiên thiếu gì nơi mà chị không tập trung tiền ở đến từ những cái nơi nào thì tập trung nó đến từ cái nơi đó anh chị chị muốn hấp dẫn điều đó à đúng không ạ à? tự nhiên nãy giờ họ ví dụ chị hỏi là tiền rất ở nhà bạn chị rất ở nhà chị chị có lấy được không tiền họ đúng cái nơi mà nó nhạy cảm không anh chị tôi không trả lời nha Tú không bao giờ nghĩ là Tú sẽ nhập tiền ở đó <laughs> Tú không muốn anh chị Không muốn anh chị Tại vì khi mà anh chị nhặt tiền Ở nơi đó là anh chị phải xuất hiện Ở nơi đó Và nếu xuất hiện ở nơi đó Thì chắc chắn là Anh chị phải có một cái mối quan hệ Ở đó là đen như thế Thì anh chị mới có mặt ở đó Đúng hay rất đúng anh chị Thế anh chị muốn nhặt Ở nơi đó hay sao Thế muốn nhặt ở nơi đó Là vũ trụ sẽ cho đó Tôi tiêu thủ toàn an toàn Nhiều anh chị chúng ta biết về luật hấp dẫn biết về luật quy luật tập trung mà vẫn tập trung vào cái chuyện vào giống hôm trước ấy, mình hướng dẫn một số anh chị là biến giấy thành tiền cái xong rồi cũng tài lắm mà tài lanh đi ra tiệm <laughs> mua giấy tiền tiền bạc đó. xong về khoe nữa em hôm nay chị mua được sắp này hỏi sắp gì đây quá trời luôn nó nói dạ chị thấy ngân hàng gì không rồi ngân hàng này ở đâu mới được xài trên này là mình có cái ngân hàng mà tên vậy <laughs> Được không ạ? À? Chịu chăm chỉ ngồi cắt giấy xíu đi cũng không được xây năng biết về luật hấp dẫn biết về lòng biết về luật tập trung rồi anh chị nha tú không không có để tâm tới những cái nơi như thế luôn á tại vì tú không không có khái niệm không có khái niệm anh chị nha cho nên gì à? tỉnh táo lên anh chị nha cho nên anh chị phải ăn mừng thành công nha không chỉ thành công của mình mà thành công của ai nha thành công của người khác và ăn mừng thành công về tiền và những cái thành công mà bản thân mình ví dụ hôm nay anh chị đọc sách được 10 trang là một thành công mà năm trang hay là thậm chí anh chị đã bình thường anh chị không bao giờ đọc sách mà bây giờ anh chị đọc sách thì sao ạ thì anh chị đã giỏi ngày hôm qua rồi có thể hôm nay anh chị đọc được hai ba trang nghĩa là chúng ta phải tìm một cái gì đó để chúng ta khen thưởng bản thân mình để chúng ta nuôi dưỡng con người thành công bên trong của mình anh chị Phải khen thưởng, phải tìm cách để khen thưởng, phải tìm cái đó để khen, chứ không phải là cứ tìm cái gì đó để mình đánh giá mình, mình phán xét mình. Nha anh chị nha. Hãy tập trung vào những cái điều thành công của mình, đó là những cái chất dinh dưỡng cho cái con người thành công bên trong anh chị. Chia sẻ thật với các anh chị và tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều giống như nhau. Là trước khi biết anh con lạc bộ thì chúng ta cũng chưa bao giờ ăn mừng thành công của chính mình có nghĩa là bản thân mình làm tốt ấy tuyệt vời nhưng mà mình không bao giờ mình khen ừ. nhưng mà khi mà tôi uh, được học được đọc cái quyển sách sức mạnh tính thức anh chị mình thấy tiến sĩ do sơn một phiêu có chỉ là ăn mừng thành công ấy để mới thành công nói tiếp thành công thành công nuôi dưỡng thành công thì uh, khi mà tôi bắt đầu khen thưởng chính mình anh chị thấy hơi ngượng ngại kiểu như trước giờ mình hay chờ ai đó khen mình mình phải chờ ai đó họ khen mình xong mình làm nhiều cái để để à? để người ta để để người ta khen mình nói chung là mình làm mình sống để mình giống như là làm dâu chăm họ anh chị à, làm dâu chăm họ nghĩa là mình làm tất cả mọi thứ cho mọi người cảm thấy hài lòng về mình để họ khen mình và khi mà, mà hôm mình thấy ai không khen mình ấy mà dù mình cống hiến mình làm nhiều mà ai không khen mình cái mình bị tuổi thân mình nói là gì à? mình hy sinh quá trời Ờ, nhưng mà cuối cùng mà không ai hiểu cho tôi không ai khen tôi tiếng nào không ai công nhận cái xong mình cần những cái lời khen tặng từ người ta thì bây giờ anh chị học về luật hấp dẫn rồi là trong vũ trụ này chỉ có anh chị và luật hấp dẫn thôi nếu không ai khen mình thì sao mình tự mình khen mình tại bên chị ơi anh chị phải hình dung như vậy nè rồi anh chị cũng phải lớn lên Và đi lấy chồng và lấy vợ thôi đâu đâu thể nào bên cạnh bố mẹ anh chị tới năm trăm tuổi 200 trăm đâu rồi chồng và vợ anh chị rồi khi mà sáng họ đi làm thì chỉ còn ai với ai à ai là người ở bên cạnh anh chị nhiều nhất trong suốt quãng đời trong suốt cuộc đời này à có phải bố mẹ mình không có phải chồng mình không hay hay là vợ mình không hay là con mình không đúng rồi bản thân mình cái người bạn chí cốt chi âm chi kỷ của mình mà chúng ta quên mất bạn đó rồi anh chị quên mất cái sự hiện diện của bạn đó mà nếu không có bạn đó là giờ anh chị đang bay bay rồi bay bay rồi sao học dâm <laughs> đúng không à họ bay bay về sao học dâm mà trước giờ mình chưa bao giờ biết lòng biết ơn anh chị biết ơn tất cả mọi thứ trừ bạn đó anh chị cảm ơn cảm ơn tất cả mọi người làm hài lòng với tất cả mọi người nhưng trừ cái bạn đó không bao giờ dành những điều tốt đẹp nhất cho mình nói chung là những cái điều tuyệt vời nhất là tất cho tất cả mọi người mình là cuối cùng nếu như trong Dinh mơ rèn luyện chín ngày tôi có nói coi như là hàm hai mươi mấy tết là coi như là mua đồ sắm đồ cho chồng con rồi làm đẹp nhà cửa hết tới tới cái ngày 30, mươi hay chín ba mươi mới bắt đầu tới lượt mình là bắt đầu như làm móng tay rồi, rồi gọi đầu rồi, rồi cắt tóc rồi làm tóc này kia vân vân mà ra lúc đó đông quá trời đông luôn xong mà đi về xong mà coi như mặt thẫn thờ luôn anh chị thẫn thờ luôn mệt quá thẫn thờ luôn cái xong tự nhiên ngồi suy ngẫm đến ngày hai chín ba mươi tết cũng không được thở sao cuộc sống khổ thế không biết nữa làm lụng cả một năm trời tới ngày tết cũng chẳng được nghỉ hai chín ba mươi tết còn ngoài con ở ngoài tiệm xong ngồi tuổi thân bắt đầu thúc thích anh chị bắt đầu tuổi thân rồi bắt đầu khóc lóc khóc trong lòng anh chị mà miệng ở ngoài miệng cười nhưng mà trong lòng thì đang khóc. Có không mấy chị ơi? Đấy. À, những người phụ nữ tuyệt vời. Rồi. Nhưng bây giờ anh chị biết rồi đúng không? Biết là cái người mà sẽ đi với các anh chị chọn cái hành trình này và cái người mà sẽ giúp cho anh chị đạt mục tiêu ấy là đây nè Cái bạn này nè. Ừ nên là làm gì là mình là trước ha mình là mình phải trước mình là em à... mới có một cái ví dụ tôi hay chia sẻ với các anh chị như vậy ở ngoài miền bắc ấy miền nam mà tôi không tôi không thấy là trong gia gia đình của tôi có ai đói trước thì ăn trước thôi không có chờ đợi gì hết trơn ấy ngoài miền bắc là phải chờ <laughs> đông đủ đầy đủ và ăn trước là xíu bị nói ngay nhưng mà tôi hỏi anh chị nè giờ đói quá bây giờ trời thầy dũng mới được ăn nè là hồi quạo luôn á hồi, hồi một hồi là ăn không ngon anh chị nói qua cái cơn đói rồi nó ăn nó không ăn vô luôn cho tôi hỏi anh chị mà để nó đói mà đói rã rồi xong nó qua cái cơn đói anh chị ăn ăn không thấy ngon luôn xong cái vậy mình còn cọc cằn với những cái người trong bàn ăn nữa ăn không có được ngon anh chị ăn mà ấm mất ấy đi làm cả ngày chờ về ăn cũng không được ngon nó đã vậy ăn phải chờ chờ xong còn đói đã rồi xong giờ mới được ăn còn ở miền nam hay gia đình tối anh chị ai đói trước ăn trước tại <laughs> vì đâu nhất thiết là trong bữa cơm mới được nói bữa cơm mà lo ăn chứ bữa cơm mới nói gì đâu mà cứ bảo là à, đi làm cái ngày về là có một cái bữa ăn xâm tụ gia đình thôi mà cũng không chờ được dạ giờ đói quá <laughs> bây giờ chờ được mà đói quá không chờ được giờ đói là không 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 muốn nói gì luôn chỉ muốn ăn ăn cho xong đi lên ngủ nghỉ thôi còn giờ ăn no đã có năng lượng đã ra ngoài kia ngồi nói chuyện với nhau mấy hồi tại vì nhà tú à, có cái bàn ra đi cái đá trước sân nhà anh chị thì ăn no xong rồi đó nói, nói chuyện rồi là rót trà uống mọi người đi trà đúng không à? trà đà, thanh thanh lọc ấy có phải vậy nó vui không con giờ đó mà quạo người luôn xong xíu rồi xóc chén là xóc dĩa nha rồi đũa chén đồ xóc lên xóc xuống ha xong rồi xíu mà nay đã lên phòng tại vì sao quê 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 rồi đúng rồi rất đúng anh chị ừ cho nên anh chị nhớ nha là mình là phải vì mình chứ yêu thương mình chứ khen thưởng mình chứ không ai khen mình thì mình khen mình rồi gì nữa à? liên tục uh, nói những điều tốt đẹp với mình anh chị rồi khi mà tiền về là mình phải ăn mừng liền một nghìn cũng là tiền mà. anh chị biết rằng khi mà anh chị uh, về tiền là anh chị đang ở cùng tần số với tiền cho nên nếu anh chị nào trước giờ mình ăn mừng thành công hay mình khen mình mình thấy hơi ngại là đơn giản là mấy chục năm qua có làm đâu Ừ. Uhm. Cho nên mình hãy luyện tập anh chị nha bằng cách việc đầu tiên trong buổi tối như hôm nay nhớ để ý trước sau nha nếu mà có người thân hay là có chồng có vợ này kia mà không học phải chị mấy thân cùng với mình ấy, thì thôi để sáng mai hoặc là ở bữa nào ấy nhìn trong nhà không có người hoặc anh chị vào nhà vệ sinh mà có gương ấy. dạ nhìn vào gương khen con người cho khen cái con người trong gương đi ạ hãy ôm cơ thể của mình và nói tôi yêu bạn tôi cảm ơn bạn bạn là người tuyệt vời nhất bạn xứng đáng có một cái cuộc sống mà bạn muốn có bạn muốn sống ờ ừ, mình khen mình bạn là người ta giỏi xuất chúng ờ bạn là bậc thầy sức mạnh tiềm thức ừ. nếu là anh chị hãy khen mình khen mình giam nên mình đẹp quá Rồi sáng là vô gương là nhìn gương là chào hoa hậu ngay rồi chào doanh nhân rồi chào chị phú đô la đó muốn chào ai thì chào anh chị chào anh chị mà anh chị ngại gì lần đầu tiên tôi nói anh chị những ngày đầu tiên sẽ hơi ngại xíu nhưng mà nếu điều nó giúp cho cuộc sống anh chị tốt lên anh chị có làm không giờ muốn có kết quả mới phải có những hành động mới và những suy nghĩ mới đây tôi đang chỉ anh chị mới đọc có những hành động mới này nghe nó có hợp thể là gì sao chị thấy nó hơi nó sao sao em dạ vâng thà nó sao sao nhưng mà mình thành công còn đỡ bình thường mà không thành công thì bác đa chị phú đô la bác đi hai cơ bác nói đó có nhiều người nói tôi tuyên bố nghĩa là bác hay tuyên bố với chính mình về mục tiêu của bác ấy còn nhìn vào gương khen mình ấy nhiều người bảo bị hâm bác nó vâng thà bị hâm mà có nhiều tiền còn hơi đỡ bình thường mà không có tiền người giàu người ta người ta thẳng lắm anh chị nha người ta rất là thẳng thắn luôn à người ta nói thẳng vào kết quả anh chị Ông lòng vòng họ chỉ nói họ sẽ nói cho các anh chị biết là khi mà làm cái điều này cái kết quả là gì và tôi đang nói cho các anh chị khi anh chị làm cái điều này kết quả là gì ừ. thứ nhất anh chị thấy sức khỏe anh chị cải thiện lên rất là nhiều thứ hai anh chị sẽ bắt đầu thấy là tài lộc tiền của mình nó hanh thông công việc nó suôn sẻ mối quan hệ tự nhiên anh chị thấy là lúc nào anh chị anh nghĩ là anh chị sẽ không còn bị cấu gắt như ngày trước ấy. Tại anh chị biết không, tất cả mọi cái điều ấy mà đến với cuộc đời anh chị mà nó không được như anh chị muốn ấy. Nó đến từ cái câu chuyện chúng ta đang bị mất kết nối với con người bên trong của mình. Nghe là các anh chị đang không có hòa hợp được, được, với con người bên trong của các anh chị. Ấy. Đơn giản là chúng ta đang giao tiếp không đúng. Chúng ta đang có một sức mạnh rất là phi thường anh chị nhưng mà anh chị không biết sử dụng nó. Giống giờ nó nói tiếng Anh ấy, anh chị đi nói tiếng Việt chứ nó nó không hiểu đâu anh chị phải nói cùng ngôn ngữ với nó nó mới hiểu anh chị anh chị phải giao tiếp đúng với cái con người bên trong của anh chị thì nó mới biết anh chị muốn cái gì được nó mới cho cái anh chị cái điều anh chị muốn còn giờ anh chị nói anh chị muốn cái này nhưng mà anh chị nói với tiềm thức anh chị con người phi bên trong anh chị cái khác thì hỏi sao nó không mang đến cái kết quả khác xong rồi anh chị chết móc thì càng trách thì càng bị thôi tại vì hấp dẫn mà cho nên anh chị sẽ thấy đầu tiên là về sức khỏe anh chị sẽ cải thiện lên anh chị thấy mình năng lượng hơn mỗi ngày trôi qua mình năng lượng hơn không có như lúc trước mà mình hay bị không có được mình hơi không có mình uể oải nè rồi anh chị bắt đầu yêu thương mình ấy. bắt đầu khen bản thân mình bắt đầu biết ơn bản thân mình rồi tiếp theo là gì anh chị bắt đầu thấy tài chính anh chị nó rất là hanh thông tại vì khi anh chị khen chính anh chị ấy. là anh chị em tập trung vào những cái điều tốt đẹp ấy và thông qua được hấp dẫn sẽ hấp dẫn những điều tốt đẹp thêm với chúng ta thôi mối quan hệ cũng như thế anh chị nha, ừ. đây là thói quen của những người thành công anh chị, mà trước giờ chúng ta làm ngược lại không à. người thành công ấy là họ tôn vinh giá trị bản thân của họ, họ luôn ăn mừng thành công của họ mỗi ngày, họ ăn mừng với chính bản thân họ mỗi ngày, họ tập trung vào thành công, cho nên là chúng ta bắt đầu luyện tập lại anh chị nha, luyện tập lại. Thay vì là mấy chục năm vừa qua là chúng ta đang nuôi dưỡng cái con người không thành công bên trong của mình. Tối ngày hết chơi rồi chắc. Trời ơi, tôi nhiều khi mà khi tôi biết cái điều này rớt nước mắt luôn anh chị. Khi mình biết được mình uh, gọi là không đúng với không đúng với chính mình quá nhiều rất nước mắt luôn thấy thương ghê. Ừ. Cho nên các anh chị hãy kiên nhẫn với chính mình ha. Tại vì là mình giống như bây giờ chúng ta đang huấn luyện lại cái con người bên trong thành công của mình ấy. Có người thành công bên trong của mình đi Thì giống như một cái đứa trẻ anh chị. Bây giờ anh tập đi. Có thể là đi vài lần chưa có giỏi thì mình phải kiên nhẫn. Ừ. Phải kiên nhẫn anh chị nha. Kiên nhẫn với bạn đó mỗi ngày. Tại bạn đó trước giờ anh chị đâu có nói chuyện nhiều. Anh chị cũng không có đồng hành nhiều. Thì bạn nó hơi tự ti. Không có được tự tin. Hơi rụt rè xíu. Và anh chị phải hiểu được rằng là chúng ta là uh, phiên bản duy nhất đâu, trên cuộc đời đâu ai giống mình đâu, kể cả anh em sinh đôi hay là chị em sinh đôi ấy. cũng có những cái khác nhau đó, do mình không để ý kỹ thôi Chứ không ai giống mình đâu Và chúng ta cũng đừng so sánh mình với ai nhé. Mỗi người sẽ có một hành trình khác nhau Hãy ngưỡng mộ những người thành công và rồi mình cũng sẽ giống như họ thôi Mình chỉ cần biết cái con đường họ đi như nào, từng bước họ đi như nào thì mình cũng sẽ có được cái kết quả như họ. Có đi thì có đến thôi. Đừng có so sánh. Bắt đầu đi là các anh chị sẽ đến, còn anh chị không bắt đầu đi thì nó không có đến. Cho nên là mình đừng so sánh mình với bất kỳ ai tại vì khi anh chị càng so sánh ấy. Giống như cái việc là anh chị so sánh uh, cái tô với cái chén này đó. hơi cập khiển xíu hay cái chén với cái ly ấy, kỳ kỳ tự nhiên đi so sánh hai cái nó không giống nhau ví dụ anh chị muốn so sánh thì phải so sánh hai cái đồ vật nó giống nhau chứ tự nhiên so sánh hai cái đồ vật nó không có giống nhau so sánh cái gì tại cái ly thì nó có sứ mệnh của cái ly còn cái chén có sứ mệnh của cái chén mà tự nhiên so sánh là gì mình không giỏi bằng người ta mình không làm như người ta body mình không giống, không đẹp như người ta nên mình thế này thế kia mình không nói chuyện hay bằng người khác mình không làm được đâu Dạ vâng, cái đó là giới hạn của anh chị thôi. Chứ trong cái vũ trụ này đâu có cái giới hạn nào dành cho mình đâu. Giới hạn duy nhất là suy nghĩ của mình ấy. Là mình tự mình giới hạn suy nghĩ của mình ấy. Mình giới hạn mình thông qua suy nghĩ của mình anh chị nha. Ừ. Cho nên là bác Jim Rohn nó nói một cái câu mà tôi rất là thấm à, đừng bao giờ nhìn qua nhà hàng sớm mà. và nói nóc nhà của sân nhà của bạn đầy tuyết kìa trong khi đó không nhìn vào sân nhà mình Cũng đâu có ít gì đâu Cũng tiếc cả đóng kìa Không lo quét dọn gì Lo nhìn nhà người ta ừ. Nên các anh chị phải kiên nhẫn với chính mình nha Thấy giỏi Đi từng bước một Được mà nhìn, nhìn người khác Nhưng mà mình phải biết là mình đang ở đâu Và mình đi từng bước một nhưng anh chị nhớ như tôi nói nha, anh chị phải đi thì mới đến được. Không đi thì không đến. Chứ giờ anh chị so sánh là con người thành công bên trong anh chị nó đen, nó đen phát triển lên, nó còn nhỏ, anh chị nói cái nó, nó quéo luôn. Nghe xong nói, ủa, vậy là sao? Không thấy khen con nào á. Sao thấy trách hoài à? Được không ạ? À? đấy cho nên là các anh chị phải kiên nhẫn với chính mình anh chị nha. đầu tiên anh chị hãy luyện tập là, là nhìn vào gương mỗi ngày và chúng ta hãy nhớ trong cái phần biết lòng biết ơn là phải biết ơn chính bản thân của mình vì hôm nay đã có một cái ngày làm việc học tập rất là tuyệt vời đã rất là nỗ lực tham gia các buổi dung hoàn thành xuất sắc các buổi dung như thế nào được không ạ à? Hãy biết ơn mình anh chị nha Và liên tục dành thời gian để nói chuyện với con người phi thường bên trong của mình Tiềm thức của mình ấy về cái điều anh chị muốn Được không ạ? À? Rồi dần dần mọi thứ bên ngoài nó sẽ được cải thiện lên anh chị Cho nên là khi mà mới bắt đầu anh chị làm những cái điều như là Khen thưởng con người bên trong của mình, ăn mừng thành công của mình Hãy biết ơn chính mình thì Đôi khi có những cái tiếng nó nhỏ, nhỏ bên trong anh chị nó sẽ uh, nói lên Nhưng mà anh chị phải hiểu được rằng là Đó là một cái phần của quá trình Và cứ mỗi ngày các anh chị rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện Rồi thì cái con người phía từ bên trong anh chị nó cũng sẽ đi được và nó chạy được thôi Đó là một cái sự phát triển tự nhiên Và các anh chị đừng có lo, đừng có sợ ha Các anh chị phải có cái tầm nhìn và các anh chị phải nhìn thấy được rằng là giờ là đây là cái điều mà anh chị cần phải làm và cần phải thực hành, cần phải rèn luyện. Được không ạ? À? Có một số anh chị ấy, thì họ không có được tự tin. Ấy. Họ rụt rè, họ nhút nhát, anh chị họ không có dám làm. Đó là tại vì uh, bản thân của họ hoặc là những người xung quanh của họ là hay nói những cái điều mà làm cho họ không dám hành động anh chị, làm cho giới hạn họ lại, làm cho họ không dám làm gì hết trơn ấy. Và các anh chị hãy tự tin lên là khi anh chị bắt đầu một cái lĩnh vực mới đi, hay các anh chị bắt đầu học một cái kỹ năng mới nào đó, thì mình cũng giống như một cái đứa trẻ thôi anh chị ha, mình bập bẹ mình đi thôi, không biết nào mà mình mới lần đầu tiên mình đi mà gọi là chuyên nghiệp được. Nên mình đừng có so sánh mình với người khác mà bất kỳ ai cũng phải trải qua cái hành trình rèn nguyện để trở nên chuyên nghiệp nên là mình phải tôn vinh giá trị bản thân mình mình tôn vinh tôn vinh bản thân mình tôn vinh giá trị của bản thân mình lên anh chị đừng có so sánh tại vì đứa đứa trẻ bên trong của mình ấy nó đang phát triển lên mà bây giờ đi so sánh với cái người chạy được 5 năm với cái đứa trẻ mới đi được có 5 ngày à. Rồi xong rồi mình thấy là gì à? Ôi sao chị làm không được em ơi Sao mọi người làm hay thế chị làm không được Sao em nói hay thế chắc chị không nói được đâu Dạ vâng em nói 4 năm rồi Em nạp 4 năm rồi Chị mới có 4 ngày vậy à, chị ơi Rồi đốt cháy giai đoạn Mà mà anh chị đốt cháy quá cháy luôn rồi Đúng không ạ à? đừng có tự trách mình anh chị và các anh chị phải có cái tầm nhìn là bây giờ mình bắt đầu thì hai 3 tới bốn năm nữa mình sẽ giống như cái 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 con người thành công mà mình đang ngưỡng mộ mà như tôi vừa nói các anh chị phải bắt đầu các anh chị phải bắt đầu hành động và phải có một cái tầm nhìn rằng là gì à? là đi rồi sẽ đến kiên trì kiên nhẫn rèn luyện mỗi ngày cái hành trình tôi thay đổi anh chị để có được những cái điều tuyệt vời như này như anh chị thấy không ạ không có nhanh đâu đôi khi tôi vẫn quay về cái con người cũ của mình anh chị lúc nào mình không biết luôn và ngày trước ấy, mình thấy khi mình biết những cái điều này anh chị nha là mình cảm thấy rất là thương bản thân của mình bởi vì trước giờ mình đã làm cái con người bên trong của mình đi bản thân của mình làm rất là những điều tuyệt vời cho mình nhưng mà mình không bao giờ mình chúc mừng khen thưởng mình ôm lại của mình, mình khen chính cơ thể của mình tuyệt vời quá điều ngoài cho nên là chúng ta bắt đầu rèn luyện những cái điều này anh chị nha bằng cách là khi mà các anh chị làm quy trình 22 giờ cái lúc mà anh chị cầu nguyện anh chị hãy dành ra thời gian để ôm cái cơ thể của mình khen thưởng con người bên trong của mình bạn tuyệt vời quá cảm ơn bạn rất là nhiều bạn là người tuyệt vời nhất bạn xứng đáng sống một cuộc sống tốt nhất của mình Đúng mà, tại vì trước giờ anh chị nhìn đi. Có cái mục tiêu nào anh chị đặt ra mà không đạt được không? Kể cả cái mục tiêu mà ngày hôm nay anh chị gặp câu lạc bộ cũng nằm trong tâm trí của anh chị luôn á. Đúng không ạ? À? Có là cũng là đang có là những cái điều mà các anh chị có ngày hôm nay nè. Anh chị ngồi trong cái gym này cũng là từng là một cái quyết định của anh chị đúng không? Chứ đâu phải tự nhiên anh chị không có quyết định gì mà anh chị ngồi đây. thì con người thành công cái con người phi thường bên trong anh chị đã giúp cho anh chị kết nối được với môi trường câu lạc bộ nè làm quá trời làm chưa khen miếng nào hết trơn toàn thấy là tập trung những điều không tích cực không à đi so sánh mình với người khác rồi chỉ tập trung những điều không tốt thôi ừ. cho nên anh chị ha hãy bắt đầu khen mình yêu thương mình tôn vinh giá trị của bản thân mình đi ạ à? anh chị phải tôn trọng mình thì người khác mới tôn trọng anh chị có nhiều anh chị cứ nói như vậy nè chồng chị không tôn trọng chị vợ anh không tôn trọng anh con anh nói không nghe con anh con vợ con con chị chị nói không nghe cả cái chị tôi mới nói một câu thôi mối quan hệ bên ngoài của anh chị chỉ phản chiếu mình thôi anh chị muốn người khác đối xử với anh chị như thế nào ấy hay đối xử với họ như vậy và nếu anh chị muốn người khác đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử với chính mình như vậy cho nên nếu chồng hay là vợ mình không tôn trọng mình chị phản chiếu là mình đang không tôn trọng mình thôi con mình mà không tôn trọng mình ấy chị phản chiếu là mình đang không tôn trọng mình thôi và ngược lại chồng hoặc vợ anh chị đang không tôn trọng anh chị ấy. còn hỏi đặt ra anh chị đã tôn trọng họ chưa rồi con anh chị đang không tôn trọng anh chị Anh chị đặt câu hỏi ngược lại Anh chị có tôn trọng con anh chị chưa Có nhiều anh chị lạ lắm Muốn con mình tôn trọng mình Nhưng mà toàn xem quyền riêng tư của con mình thôi Bảo chị muốn hiểu con chị Dạ vâng có nhiều cách hiểu Mà bây giờ chị thẳng thần Gọi là gì ạ à? Không có giống như là Nhà người ta chị không hỏi hai tiếng nào Chúng ta học giáo dục công dân Anh chị ai cũng có quyền tự do Công dân mà đúng không cứ lấy cái quyền làm bố làm mẹ ra để uh, được phép uh, điều khiển cuộc đời của con mình Thì hỏi sao con mình không bực tức Nó không nghe đúng rồi anh chị Nó không tôn trọng ngược lại, họ nói uh, không nghe lời Mình phải uh, học cái cách uh, làm sao để mà mình kết nối được với con mình chứ Đúng mà Chứ đâu phải là lấy cái quyền làm bố làm mẹ ra Bảo uh, ai sinh ra uh, rồi bố mẹ nói là cãi đông động đông động tôi là bố mẹ cô đó rồi tôi là bố mẹ cậu đó rồi các kiểu vân vân thế đừng hỏi sao đến đây làm việc cái người ta bảo là tôi là ship của anh đó tôi là ship của chị đó xong nói ship chứ ship mình không tôn trọng mình dạ tôi nói anh chị nghe là trong cuộc sống này nó vận hành một cái quy luật mà anh chị không thể nào tránh khỏi là quy luật nhân quả những gì anh chị gặt được rồi những gì anh chị đã gieo không gieo chỗ này gieo thì gieo chỗ khác anh chị nha anh chị gieo chỗ này nó không nở chỗ này đâu nó nở chỗ khác và trong số anh chị thấy là có những người khách hàng anh chị tư vấn nói chung mình tư vấn là coi như là nhiệt tình mà coi như là có nhiều cho hết rồi đó mà họ không mua hàng nhưng cuối cùng mà anh chị vẫn mỉm cười anh chị vẫn đón nhận nha thế cuối cùng là vũ trụ mang đến cho anh chị một cái người khách hàng tuyệt vời hơn thậm chí mua hàng còn nhanh hơn vô không cần hỏi gì luôn em ơi chị lấy cái đơn hàng đó Em lên đơn cho chị đi Cái nào mà tốt nhất là, là em lấy cho chị Cho nên anh chị đừng có Không vui nha những anh chị nào làm kinh doanh ấy, Hay những anh chị nào bán hàng á ừ, nhân ơi chị chia sẻ quá Chờ quá đất luôn mà bây giờ Phụ Phàng nói câu em cảm ơn em Chị từ từ để chị suy nghĩ đã Giờ chị phải làm sao đây Nhà vân tiếp tục tiếng về phía trước thôi Tiếp tục gieo <laughs> Tại vì hay lắm anh chị nhau quy luật nhân quả là anh chị gieo có, có thể anh chị gieo chỗ đó mà nó chưa có nảy mầm nhưng mà anh chị tiếp tục cứ gieo đi tự nhiên nó nở chỗ khác thì tương tự như thế nếu mà anh chị thấy là có ai đó đối xử với anh chị như cái cách đó là không giống như cách anh chị muốn là anh chị phải review lại là mình có đối xử cái cách này với ai đó chưa ta mà sao giờ mình những cái quả này dữ vậy quả đắng nghiết luôn nha anh chị nha phải ngồi ngồi review là anh chị ngồi suy nghĩ lại review nghĩa là ngồi ngồi tua lại anh chị cho nên tôi nói thật anh chị á, anh chị mà biết xấu lực của trụ anh chị nắm nằm lòng ấy, cuộc sống anh chị nhàn á. Nhàn lắm luôn anh chị biết sao? Tại bên anh chị hiểu là rốc rễ là gì, nguyên nhân là gì anh chị sẽ cảm thấy là gì à? Không có cái gì mà tự nhiên mà có mọi thứ là do mình thôi. Ngày trước tôi cũng hay than lắm anh chị. Hay chết móc hay kể lễ, hay đánh giá hay phán xét. Nhưng mà từ khi mà mình nằm lòng xấu là của trụ ha, mình ứng dụng vào trong cuộc sống của mình Nhìn đâu cũng biết, nhìn cái kết quả làm biết được cá nhân rồi nha. Là về làm gì? Đạo nhân lên. Lấy nhân khác bỏ xuống, gieo xuống anh chị. Được mà lấy nhân khác là gieo xuống liền, bây giờ bây giờ thay vì ngoài kia gào thét rồi kể lễ nó không giải quyết được vấn đề thôi. Vì lấy cái nhân mà đào cái nhân kia lên nhé, cái nhân mới xuống. Nha anh chị nha. Cho nên anh chị nhớ quy luật nhân quả là nếu mà anh chị thấy có một cái điều đó nó đang không như anh chị muốn hay có một ai đó họ ứng xử mà không như cách anh chị muốn thì anh chị phải đặt câu hỏi như vậy nè. Mình làm cái điều này với ai chưa ta? Chắc có rồi nè. Đúng không ạ? À? Cho nên tôi nói anh chị á có một số anh chị bảo là kiếp này, kiếp sau, kiếp trước gì á, không có đâu anh chị của kiếp nào kiếp đó trả nha gieo là nhặt gieo là lên liền ấy hay lắm <laughs> gieo là lên liền anh chị không có lên nghĩa là có thể là bây giờ chưa lên nhưng mà tương lai sẽ lên cho nên là chúng ta hãy gì ạ có những suy nghĩ đúng đắn chân chính những cái lời nói đúng đắn chân chính hành động đúng đắn chân chính thì các anh chị sẽ gặp được cái kết quả ngọt ngào thôi Ừ. Cho nên là người thành công anh chị Họ sợ nhân nhưng mà người không thành công thì sợ quả Để có nghĩa là gieo cho cho sung sướng cuộc đời mới sợ Ra kết quả là mới sợ Còn người thành công mà người ta trước khi người ta làm gì là người ta suy nghĩ kỹ lắm Tại người ta biết nhân quả những tiền mà Được không ạ? À? Cho nên là Tú vừa nói anh chị muốn người khác tôn trọng mình ấy. Thì uh, chúng ta phải uh, Thứ nhất tôn trọng họ Cái thứ hai là tôn trọng chính mình Thì tự khác bên ngoài anh chị sẽ thuận theo ý anh chị nè Không có cái gì ở bên ngoài cho anh chị nha Chỉ có mình Trong vũ trụ thì chỉ có mình mà được hấp dẫn thôi Khi anh chị yêu thương mình Thì cả thế giới sẽ yêu thương anh chị Khi anh chị thay đổi Thì cả thế giới sẽ thay đổi Thay đổi đây là gì anh chị biết không Không có gì cao siêu đâu Thay đổi suy nghĩ là nói và hành động của mình Nha anh chị nha Thay đổi suy nghĩ là nói và hành động của mình Được anh chị ơi Ở bao trong số anh chị nắm được cái điều tôi vừa nói có mình số 1000 đi ạ Và cái này mình phải luyện tập nha Lập đi gặp lại là Mẹ của mọi kỹ năng Ừ anh chị phải có sự rèn luyện và tuyệt đối là đừng lấy bản thân của mình đi so sánh này hết nha anh chị ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua rồi đó và ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn ngày hôm nay được không ạ rồi bây à, giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái quy trình nho nhỏ anh chị À, đôi bàn tay xinh đẹp của anh chị đâu ạ à? <laughs> dơ màn hình đi anh chị Rồi à, nắm à, hai bạn lại với nhau được không ạ à? Rồi à, Nếu anh chị nào bảo à, Hành trình này mình rất là đơn độc Hãy nhớ rằng là Không có đơn độc anh chị nha Đây nè, bây giờ cô đơn đúng không Cần một ai đó kề bên đúng không Dạ vâng, à, lấy tay trái nắm tay phải Đâu có mình đâu, mình có Mình còn một người bạn mà Đấy, cái người bạn vô cùng phi thường bên trong anh chị đây cho nên là tại sao những lúc cầu nguyện người ta lại chấp tay anh chị? Bởi vì lúc đó là tự nhiên anh chị thấy là khi hai tay mình chấp lại với nhau nó lạ lắm anh chị ha. Nó lạ lắm không biết. Không biết anh chị có cảm nhận điều đó hay không nhưng mỗi lần mà tôi chấp tay lại thì bên trong mình có một cái năng lượng rất là khác nghĩa là cảm nhận được sự ấm áp của hai bàn tay nè. Ừ. Rồi nói chung mà mình cảm nhận là mình không có đơn độc trên hành trình mình đi nhiều khi là ở trên hành trình anh chị đi đúng không ạ khi mà các anh chị gặp những cái thử thách ấy thì những lúc đó là chúng ta chỉ thường làm gì là cầu nguyện thì khi mà anh chị cầu nguyện thì hai tay anh chị chạm vào nhau thì anh chị cảm thấy là như có một cái tia điện chạy sau sóng lưng mình thấy nó rất là tuyệt vời anh chị ha đó đó là cái cách để mà mỗi lần anh chị cảm thấy là mình cần cái năng lượng ấy. Mình cần cái uh, điều để anh chị cảm thấy là mình Mình cảm thấy là mình không có đơn độc Tại vì có nhiều khi là trên hành trình anh chị đi Đâu có nào mà anh chị có thể là gọi cho uh, Một anh chị nào đó trong nhóm hay là có lạc bộ mình được Ngoài những cái giờ dung ra Thì mỗi chúng ta có những công việc cá nhân của mình mà Thì các anh chị phải biết cách tự chuyển hóa ha. Anh chị phải biết cách tự chuyển hóa Đây là một trong những cái uh, Gọi là một cái khả năng của người thành công Anh chị nghĩa là họ tự chuyển hóa được cái năng lượng Và chuyển hóa được cái uh, Cái cảm xúc của mình Ừ rồi, bây giờ anh chị ôm uh, lấy cơ thể của mình được không ạ? Và vỗ à, về. Vỗ <laughs> về anh chị nha. Và nói gì ạ? À? Tôi yêu bạn. À, nói ba lần được không ạ? Tôi yêu bạn. À, tôi yêu bạn. Và sau đó anh chị nói là tôi cảm ơn bạn. Bạn rất là tuyệt vời. Tôi cảm ơn bạn. À, bạn rất là tuyệt vời đúng không ạ và bạn xứng đáng sống một cuộc sống mà bạn muốn sống đúng không ạ rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều nha nên từ nay về sau anh chị đừng có tự trách bản thân mình Thứ nhất là chấp bản thân mình anh chị không khỏe đâu Không khỏe đâu anh chị Cơ thể anh chị nó sẽ không vui Mà khi nó không vui nó không có làm việc đâu Nó nói ngon quá làm đi Cho nên là trong những năm tháng vừa qua Chúng ta chưa có khen thưởng mình ấy. Chưa có nói những lời yêu thương với mình anh chị Thì bắt đầu từ ngày hôm nay Hãy nói với mình nhiều hơn Tại vì anh chị phải nói với mình được Anh chị mới nói với người khác được Ừ. cái anh chị phải nói với mình được anh chị mới nói với người khác được chứ và khi anh chị yêu anh thương thương anh chị thật sự ấy thì người khác mới yêu thương anh chị anh chị cứ nhìn cái điều là rất là tuyệt vời nha khi mà chúng ta làm cái điều này là tự nhiên là chồng mình yêu mình hơn vợ mình yêu mình hơn bố mẹ chồng bố mẹ vợ mình lúc trước từng có những cái uh, mối quan hệ không được hòa hợp ấy thì họ cũng sẽ yêu anh chị hơn mà hiểu anh chị hơn luôn á anh chị biết vì sao mà tú có một uh, gia đình rất là tuyệt vời không ạ không chỉ là bên gia đình của tú mà gia đình bên uh, chồng rồi họ hàng của bên nhà chồng tú cũng rất là yêu thương tú luôn và bản thân chồng mình cũng rất là cưng cưng như trứng hứng như hứng hoa chị thương yêu lắm mặc dù nhiều khi mình cũng hơi uh, <laughs> hơi hơi kiểu đâu lâu rồi cũng uh, uh, hơi uh, quạo anh chị có những ngày đặc biệt uh, kiểu kiểu thế nhưng mà sao vẫn rất là nhẹ nhàng và thấu hiểu cho mình anh chị nhé. Là bởi vì sao anh chị không? Tại vì tôi yêu thương bản thân mình ấy. À, tôi luôn yêu thương bản thân mình và dành cho mình những điều tuyệt vời nhất. Không tin á, anh chị nhìn thấy mỗi lần tôi đi offline coi lạc bộ á. Ai làm gì làm chứ tôi đi, đi lên kiếm chỗ ngồi đầu tiên đã xong rồi để cái ngồi đầu tiên đã tính gì tính nhiều anh chị là cứ hay nhường á bạn lên trước ngồi đi xong xíu mình ngồi múc chị cà mau dưới luôn không thấy gì hết đúng không có đâu kiến thức trí tuệ là mình phải được nghe trước và mình phải ngồi ở cái nơi nào mà mình phải nghe rõ nhất học được tiếp thu nhiều nhất đó. ai đến trước ngồi trước đúng là kiếm ghế ngồi trước anh chị không có cái kiểu <laughs> bạn lên trước đi mình nhường cho bạn ừ nhường chút xíu xuống cuối hội trường ngồi luôn ngồi dưới không nghe gì hết lo tập trung mà bên trái bên phải lo nói chuyện mình đâu nghe đâu tại người ngồi gần ấy ở phía trên là mình nghiêm túc hơn Để ăn uống vậy anh chị ăn uống vậy hay làm gì cũng thấy anh chị sắm đồ mua đồ gì đầu tiên là tú vô cái, cái quầy nào mà lựa cho mình trước nè anh chị có thấy là khi mà anh chị đi máy bay á. khi mà mà, mà áp suất bị ấy gì á có cái 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 túi dưỡng khí nó rớt xuống ấy. Thì máy bay kêu là gì á à? Đeo cho mình đầu tiên Mình đeo cho người kế bên Rồi mình Đeo cho người kế bên xong Mình nằm luôn Mình ngủ luôn Anh chị sao đeo cho mình được nữa Người ta bảo là Mình thấy đeo cho mình đầu tiên Xong hãy quay qua người kế bên Rồi giúp cho người kế bên đeo vào Đó từ những cái câu chuyện Anh chị thấy là trên máy bay thôi Mà người ta bảo Anh chị phải yêu thương mình đầu tiên rồi Tại vì còn mình Còn mình là còn tất cả mà Giờ không có mình Mình ăn được gì Nên là anh chị Đừng bao giờ làm những cái điều không làm gì không vui không hạnh phúc mà đừng có làm cái điều đó anh chị ha đừng có ôm hết rác mọi người mình xong hỏi tại sao mình không có được thơm tại sao mình không có những cái điều tuyệt vời đến với mình tại vì anh chị ôm rác mọi người mình mà sao ông bướm bay đến được mà thơm tho gì mà tốt đẹp gì cho nên mọi thứ là do mình thôi Anh chị mà tốt nghiệp bài học này tôi khẳng định luôn mối quan hệ anh chị là coi như thăng hoa luôn. Gia đình rồi chồng rồi vợ này bố mẹ chồng nè. Ừ. Yêu thương mình ở đây mới là anh chị dành cho mình những điều tuyệt vời nhất. Cho tâm trí mình ăn những cái chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất. Nuôi dưỡng nó bằng những suy nghĩ đúng đắn những cái điều những cái suy nghĩ chân chính những cái điều anh chị mong muốn những cái mục tiêu của mình. Còn anh chị mà cho tâm trí anh chị những cái điều ngược lại thì sao? Thì tương tự như thế thôi. Cho nên tại sao một cái người mà họ có trí tuệ anh chị? Họ được người khác yêu thương và tôn trọng nhiều hơn một cái người không có trí tuệ. Một người không có sự hiểu biết nhiều. Là bởi vì cái người này họ rất tôn trọng bản thân của họ. Nên họ mới đó là họ mới buộc bản thân của họ phải phát triển mỗi ngày để họ được giống như khi mà anh chị hình dung câu chuyện khi chúng ta có trí tuệ hơn là chúng ta đang yêu thương mình hơn đó tại vì có trí tuệ hơn thì làm gì nó cũng thành công hơn người ta mà có trí tuệ hơn thì mình sẽ gặp những cái người cùng chương năng lượng mình cho phép bản thân mình có những cái sự lựa chọn tốt hơn còn cái người mong có trí tuệ lựa chọn tùm lum tùm la lựa chọn nói chung là chọn một đằng chọn cái này cái kia cuối cùng là chọn đi xuống không à nên cái việc mà các anh chị cho phép bản thân mình ấy, đầu tư thời gian công sức tiền bạc vào cái này nè là cái cấp độ anh chị tôn cho bản thân mình rất là cao luôn đúng không à anh chị có sự hiểu biết hơn thì anh chị sẽ hạnh phúc hơn đó giống như tại vì trước giờ chúng ta đang gặp những cái vướng mắc như vậy có phải là do anh chị không có sự người biết không? Cho nên anh chị giao tiếp không đúng. Nhưng từ ngày anh chị vào câu lạc bộ anh chị biết cách giao tiếp đúng hơn. Thì nhờ anh chị có trí tuệ và nhờ có sự người biết đó. Là các anh chị đang tôn trọng mình rồi, các anh chị đang cho phép bản thân mình sống một cuộc sống tốt hơn đó. Cho nên là tôi rất ý thức điều này anh chị. Rất ý thức trong cái việc là phát triển bản thân của mình là mình đang rất là yêu bản thân mình ở một cái level rất là cao luôn có trí tuệ hơn có những sự chọn nó sẽ có những nó dẫn tới có những sự chọn tốt hơn có những quyết định đúng đắn hơn và người khác họ cũng tôn trọng mình hơn một người có trí tuệ sẽ được tôn trọng nhiều hơn chứ một cái người mà thở ra là than thở ra là nói những điều không tích cực thở ra là phán xét người khác thì ai đâu mà muốn nói chuyện ai đâu mà muốn kết giao một người có trí tuệ họ sẽ biết cái điều gì nên nói cái điều gì không nên Cho nên tại sao anh chị thấy là Khi anh chị ở gần những cái người mà có trí tuệ Anh chị cảm thấy là rất là thích Tại vì đơn giản là Họ có sự hiểu biết Nên anh chị thích ở gần họ thôi Đúng không ạ? Ừ. Còn ở gần một cái người không có sự hiểu biết hồi Một hồi là anh chị không biết là ai đúng ai không đúng luôn <laughs> Hai người bạn tới bàn, tớ bàn lưu Cái cũng không biết câu chuyện nào đúng câu chuyện nào Nên nghe, câu chuyện nào không nên nghe luôn Cho nên anh chị nha Cái việc mà anh chị đầu tư thời gian Tiền bạc công sức vào cái việc Phát triển bản thân của mình Trí tuệ của mình là anh chị đang yêu thương bản thân mình ở Một cái level rất là cao Tại vì khi mà chúng ta có năng lực tạo ra tiền anh chị Làm chủ được tài chính của mình Và chồng mình cũng tạo ra được tài chính Và kiếm ra được tiền Cân bằng, cân bằng Gia đình chồng mình họ cũng sẽ nhìn mà mình mà con mắt khác đúng không ạ? đấy là về khía cạnh là về thực tế anh chị, nở mai nở mặt, con dâu của tôi là uh, thành công lắm rồi, uh, hai vợ chồng nó là gì à, niềm tự hào của gia tộc, hỏi sao không được thương anh chị, hỏi sao không được cưng đúng không à? đấy đó là tại sao mà lý do vì sao mà bản thân tú rất là ý thức điều này anh chị nha chứ không có cái chuyện là là là, là người, người, người gọi là phụ nữ là chỉ biết 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 việc biết, biết nút thôi và chúng ta lựa chọn sự an toàn nhưng mà sự có an toàn đâu xong bế tắc này kia cuối cùng anh chị thấy được rằng là gì cái cuối cùng mình kể ra mình hy sinh quá trời không ai hiểu gì hết nha anh chị nha anh chị hiểu uh, bao trong số anh chị nắm được cái sự chia sẻ của tôi của mình tôi vậy Thế các anh chị phải khen thưởng bản thân mình khen ngợi bản thân mình thấy mình làm cái điều đó nó tốt mình đã tốt vào ngày hôm qua hay mình làm cái điều đó điều đó nó mình làm một cái điều đó thì mình cũng phải khen chúc mừng bản thân mình yêu thương bản thân mình khen ngợi bản thân mình dành cho mình những cái lời có cánh anh chị hãy thấu hiểu bản thân mình nữa chứ tại sao mình muốn lấy lòng người khác rồi làm làm dâu chăm họ nhưng mà chính mình thì không hiểu mình Ừ. hãy đối sự tốt với mình anh chị nha khi anh chị có sự tốt với bản thân anh chị anh chị sẽ cảm thấy mình lúc nào cũng năng lượng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc lúc nào cũng có nhiều năng lượng để giúp cho các anh chị làm việc và khi anh chị có năng lượng thì anh chị sẽ hành động mạnh mẽ và tiến về phía trước và đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn và bây giờ anh chị hãy thay đổi anh chị nha được mà đây là cái hành trình mà chúng ta cần phải đi qua bắt đầu tập trung vào cái việc ăn mừng thành công của chính mình mỗi ngày nên là mỗi buổi tối đó tôi hay chia sẻ với anh chị là tại sao mà dung chúng ta cần phải tổng kết nhất là 3 đến 5 thành công trong ngày hôm nay để là chúng ta đang nuôi dưỡng cái con người thành công bên trong của mình đó đang công nhận đang ghi nhận cái uh, cái cơ thể của mình cũng như cái tâm trí của mình ngày hôm nay để giúp cho mình hoàn thành được những cái điều gì dù nhỏ hay là như thế nào cũng là một thành công rồi hãy biết ơn anh chị Hãy biết ơn những điều anh chị đang có trong khi thay đổi những điều anh chị mơ Biết ơn từng cái bộ phận trên cơ thể anh chị biết ơn từng cái tế bào của mình. Biết ơn cơ thể của mình, biết ơn tiềm thức của mình giúp cho mình hoàn thành được những cái việc gì. Đạt được những cái thành công gì. Bởi vì thành công nó mới nói tiếp thành công thôi. Chứ chỉ chích thì nó không nói tiếp thành công được. Nên anh chị nào mà nhìn, mà đen như thế nghĩa là mình hay tập trung vào những điều không tích cực của mình hay trách móc mình hay là hay không khen ngợi mình và hay không công nhận mình ấy. người ta khen bảo thôi chị cứ khách sáo tú là nhận hết giống như đi ăn á. người việt nam chúng ta hay có thói quen thôi chị trả cho thôi em trả cho tú mà ai dành trả đúng không dạ chị trả đi không <laughs> sao mình mời lại anh chị dành tới sáng mai luôn mà chưa trả chưa về được luôn nhà bao việc đón nhận anh chị bây giờ người ta dành trả là mình đang ở cùng từ trường trường năng lượng với tiền tại vì cùng khi mà họ trả tiền cho anh chị cái bữa ăn đó là anh chị đang tiền đang về đó nhận ngay nhận luôn còn do ngày trước chúng ta bị neo với tư duy là gì không nên mắc nợ ai vậy đâu có nợ đâu hôm sau mờ đi ăn gấp đôi nợ đâu <laughs> Dạ vâng, cứ thoải mái trả, dạ vâng, trả đi. Hôm sau em mời lại nha. dành qua dành lại hết giờ, nha anh chị hãy nuôi dưỡng cái con người thành công bên trong của mình ấy bằng cái cách ăn mừng thành công của chính mình mỗi ngày. Sáng nay mình cái quyển sổ nè ngoài cái việc của mình thành công bên công chat thì cũng uh, ghi nhận ghi cái nhật ký thành công của anh chị mỗi ngày. Hôm nay có những cái thành công gì? Vì ghi sổ hết lên anh chị xong rồi ngồi uh, bắt đầu cảm nhận trời mình có quá trời thành công luôn, mình biết ơn. Xong mình ôm cơ thể của mình, uh, xong biết ơn tiềm thức của mình đúng không ạ? À? đưa những cái nguồn lực Nó giúp cho mình hoàn thành xuất sắc những cái thành công trong ngày hôm nay. Ừ. Bắt đầu học cách yêu thương bản thân mình lại anh chị nha. Mình không có đơn độc đâu. Anh chị đang có tiềm thức đồng hành với các anh chị mỗi ngày mà. Ngày trước anh chị, chúng ta hay bị cái thói quen là hay sợ là cô đơn không được ai yêu thương ấy. Mỗi lần mà thấy ai đó đối xử với mình không được tốt ấy, bắt đầu mình suy nghĩ quá trời luôn. Và khi anh chị suy nghĩ là không sợ cô đơn mà không ai yêu thương mình, lo lắng này kia thì bên trong anh chị sẽ cảm thấy không bình an, không vui, không thoải mái, không hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh chị biết rồi đó, chính mình là cái người yêu thương mình đầu tiên. Mình yêu thương mình đầu tiên anh chị nha. Thì mọi người sẽ yêu thương mình, sẽ tôn trọng mình, tôn trọng giá trị của mình. Mọi người sinh ra đều có những cái sứ mệnh của 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 từng anh chị ở đây mà. Rồi mình là phiên bản duy nhất. Nha anh chị tôn trọng chính mình thì người khác sẽ tôn trọng anh chị và tôn trọng người khác thì người khác, người khác sẽ tôn trọng mình thôi cách mình đối xử với người khác như nào là cách người khác sẽ đối xử với mình như thế đó và cách mình đối xử với bản thân mình như thế nào là cách mình người khác sẽ đối xử với mình như thế cho nên nếu mà anh chị bảo rằng là vợ anh chị hoặc chồng anh chị làm cái điều này anh chị mới cảm thấy hạnh phúc ấy hay là người khác phải làm điều này với anh chị anh chị mới cảm thấy vui ấy? Thế là anh chị giao cái hạnh phúc và niềm vui của cái, niềm vui của các anh chị ra bên ngoài rồi. Và anh chị biết rồi đó, cái sự kiện bên ngoài, cái sự việc bên ngoài mình đâu có làm chủ được đâu. Cái bên trong tạo ở bên ngoài mà chứ đâu phải bên ngoài tạo ở bên trong đâu. Nên anh chị đừng giao bất kỳ cái điều gì ra bên ngoài nha. Đừng giao bất kỳ một cái điều gì mà anh chị muốn ra bên ngoài hết. Chỉ có chính anh chị mới làm chủ được cái cuộc đời của mình thôi. Cho nên là hạnh phúc các anh chị cũng phải tự làm chủ được nha anh chị nha không giao bên ngoài nếu mà anh chị giao hạnh phúc ra bên ngoài ấy, là anh chị đang cho bất kỳ một ai đó bên ngoài lấy cái quyền làm chủ cuộc đời làm chủ cuộc đời anh chị đó cho nên phải biết tự tạo ra niềm vui cho mình hạnh phúc của mình mang những cái điều đó và sau đó mình khi mà anh chị có niềm vui anh chị có hạnh phúc thì anh chị mới có thể mang điều đó và mang cái điều đó tới cho người khác được Họ bao trong số anh chị rất là mong muốn nhìn thấy gia đình mình hạnh phúc vui vẻ yêu thương nhau đâu ạ? À? Giống như mẹ tú anh chị ngày trước tôi một cái người không có trân trọng cái sức khỏe của mình, ấy. cái hai mẹ con coi nhau, cái mẹ nói mình mình nói mẹ ngày trước á anh chị mình nói mẹ mẹ nói mình hai người cứ nói qua nói lại nhưng chung quy là mình biết được rằng là gì mình có yêu, mình tại vì mình là được sinh ra từ tế bào của mẹ mà nên mà mình mà không khỏe là mẹ mình cũng không khỏe luôn cái có thời điểm anh chị là hai mẹ con không có được khỏe cứ đi vô công viên ngoài anh chị cứ 6 tháng là tổng tổng quát một lần lo anh chị Cái xong anh chị biết không tú đã thay vì tú cứ nói 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 là nói sao mẹ thế này mẹ thế kia mẹ không có không yêu thương cơ thể của mình cuối cùng mình có yêu thương đâu mình nói mẹ mình hoài khi mà tôi thay đổi cái chế độ cái cái gọi là cái cái đồng hồ sinh học của mình anh chị tú ngủ đúng giờ hơn yêu thương mình ăn uống đúng giờ hơn. dùng những cái dinh dưỡng mà bổ sung vào cơ thể đúng đủ điều còn ngày trước đó, anh chị tôi không có dùng ấy cái tú cứ nói mẹ tú hoài à. mẹ tôi không dùng bảo thế này thế kia nhưng mà anh chị biết khi mà Tú dùng nó tự nhiên là mẹ Tú cũng dùng theo luôn. Khi mà Tú bắt đầu yêu thương cơ thể của mình cái mẹ Tú cũng bắt đầu yêu thương luôn anh chị. Bắt đầu biết uh, lựa ăn những cái món gì mà tốt nè. Chứ mình không có còn ăn như ngày trước hay ngày kia. Cho nên là anh chị đừng có đòi hỏi là ai ở ngoài kia phải theo ý, thí, ý anh chị. Thì anh chị mới cảm thấy hài lòng, anh chị mới thấy vui. Và nếu anh chị muốn mà những người xung quanh anh chị hạnh phúc và vui vẻ thì anh chị phải có cái gì đó trước thì họ anh chị mới mang điều đó đến cho họ được. Chứ đừng uh, hy sinh anh chị nha. Hy sinh hay là một bên được mà một bên không ấy. Thì anh chị sẽ cảm thấy rất là, là 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 bất công. Nhưng mà khi anh chị có anh chị cho thì anh chị thấy mình rất là giàu. Giàu hạnh phúc, giàu niềm vui, giàu sự yêu thương. Sau đó anh chị cho người khác bằng một cái sự gì Thoải mái cho đi mới nhận lại được đúng không ạ? Bây giờ anh chị không có sao mà cho? Bây giờ anh chị chỉ có thể cho người khác gì anh chị có là bây giờ anh chị không có cái hạnh phúc anh chị không có cái yêu thương niềm vui anh chị giao hết cho bên ngoài rồi giờ anh chị còn lấy bên trong với anh chị cho cái gì đâu mà cho? Anh chị hiểu không ạ? À? Giao hết cho bên ngoài cứ đòi cho không biết cho cái gì nữa. Nên phải làm chủ lại là cái niềm vui hạnh phúc của mình anh chị nha. Mình phải làm gì đó với mình trước thì mình mới bắt đầu là gì ạ? mình cho ra bên ngoài được. Nhưng mà tôi phải có tôi mới cho anh chị chứ giờ tôi không có đem nhà bao việc rồi. thời gian lên giùm chia sẻ với các anh chị những điều tuyệt vời như này. Đúng hay rất đúng anh chị ơi. Trời không có lên nói sáo rộng lắm. Lên nói nó không có kinh nghiệm, không có trải nghiệm, không có thực tế, không có không có cái câu chuyện ví dụ ấy. Nghe lý thuyết không à. Mà chúng ta học lý thuyết nhiều rồi anh chị ạ. Lý thuyết trước giờ ứng dụng có đang đang có đang có kết quả đây. Ừ giờ cái điều mà cần mà nghe ứng dụng có kết quả luôn mà tú không có là sao chia sẻ được nên Tú phải làm ứng dụng cho mình là có xong mới mới cho anh chị được còn anh chị nào nói là gì thấy em ơi giờ chị không có là sao chị cho mà giờ chị muốn giúp người ta dạ vâng thế chị hay đem, đem hạt giống của câu lạc bộ chị cho người ta đi anh chị gieo duyên cho người bạn của mình biết môi trường câu lạc bộ nha vào đây là tú cho <laughs> nhiều anh chị nói chị có cần phải chờ đến thành công giống như em chị mới giúp cho họ không mà anh chị hoàn toàn có thể cho bằng cách lấy hạt giống của câu lạc bộ cho nè đây bộ livestream này nè em xem đi hay lắm đây cái video này em xem đi vào 20 giờ tối nay có cái buổi dung này rất là tuyệt vời em vào em nghe đi hay chị vào nghe đi sẽ giúp cho chị rất là nhiều mình cứ chia sẻ cho anh chị nếu mà họ đón nhận thì mình hỗ trợ và mình giúp đỡ bằng cách là gì các anh chị có thể là kết nối cái người bạn thân đến với những cái người bạn của anh chị cái người mà đưa anh chị vào câu lạc bộ đó bởi vì anh chị cũng đang trong quá trình học tập mà thì coi như anh chị gieo một cái nhân tốt rồi đó chứ không phải là chờ thành công thật là lớn mà mới giúp cho người ta nha ngày trước tôi cũng như thế anh chị nghĩ là tôi cũng đem hạt giống thành công một câu lạc bộ tôi gieo lại cho người khác tại vì thấy mình hay quá thấy mình ứng dụng cũng có kết quả nè À giờ cũng muốn giúp người ta quá Bây giờ mà đợi đến khi mình thành công nữa Không biết người ta có chủ nổi tới đó không nữa Thương á anh chị Bê vô luôn Bê gieo vô luôn anh chị Gieo luôn Thấy đang bế tắc đúng không Đưa bộ live stream Thế đang à? cũng phải về ta chính đúng không Cho vô dù dùm Chia sẻ Đấy lấy hạt giống câu bộ chia sẻ thôi anh chị Giờ mình có hạt giống nè Đem đi gieo Được, anh chị ơi nha bắt đầu từ ngày hôm nay hãy bắt đầu yêu thương bản thân mình, khen ngợi bản thân mình nhiều hơn, rồi uh, sắm cho mình cái cuốn sổ ăn mừng thành công, ghi là thành công mỗi ngày và biết ơn bản thân mình nha, biết ơn tiềm thức của mình và chỉ tập trung vào thành công, và tập trung vào những cái điều mà các anh chị muốn muốn có trong cuộc sống này thôi. Hãy kiên nhẫn với chính mình. Nếu bản thân của anh chị chưa làm được một cái điều gì đó thì hãy kiên nhẫn đi, không sao đâu anh chị. Như một đứa trẻ mà rèn luyện mình cứ rèn luyện thôi quan trọng anh chị kiên nhẫn anh chị hành động và rèn luyện một cách kỷ luật và đều đặn anh chị làm nhiều anh chị giỏi nhiều thôi làm nhiều giỏi nhiều nói nhiều thì giỏi nhiều khi mà các anh chị làm nhiều Lập đi lặp lại nhiều thì anh chị sẽ trở thành chuyên gia thôi như tú một số anh chị hỏi em có sao mà hay thấy bật cái máy nói đâu ra vậy tại vì tú có nói chuyện một số anh chị em bạn của tú thì đâu có máy nói đâu ra mỗi người trường hợp khác nhau rồi ý là chị nói chị nói vui ý là sao hay thế dạ vâng mà nói nhiều giỏi nhiều thôi nạp nhiều thì giỏi nhiều nạp nhiều thì có nhiều dữ liệu đọc nhiều trải nghiệm nhiều thì em biết thôi chị là chuyên gia anh chị nhưng giai đoạn đầu tiên là tôi cũng lơ ngơ đó anh chị ơi à, cho nên phải kiên nhẫn với chính bản thân mình anh chị nha yêu thương mình nhiều hơn và bao trong số anh chị ở đây chúng ta sẽ bắt đầu ứng dụng cái điều này tập trung mang mừng thành công của chính mình mỗi ngày Yêu thương bản thân của mình nhiều hơn Kiên nhẫn với bản thân của mình nhiều hơn Và đừng so sánh mình với bất kỳ ai Thì có mình tôi Và tôi cũng đã bắt đầu theo dõi ấy, anh chị Những cái điều đó anh chị Mỗi khi mà mình thấy bản thân mình làm Một cái điều đó không tốt ấy, Thì mình biết được Mình phải có được cái tầm nhìn Là mình thấy được rằng là Mình làm nhiều mình sẽ giỏi nhiều thôi Không sao cả Đừng so sánh Để cái cơ thể mình nó được bình an Bình an anh chị ơi anh chị so sánh anh chị có đồng ý tốt là khi anh chị so sánh anh chị với ai tự nhiên cái cơ thể anh chị nó bị cảm giác nó lạ lắm nó bồn chồn ấy nó bất an rồi nó lo lắng rồi nó, nó 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 nó, kiểu giống như là nó bị rối anh chị nó bị chạy lên lên trong cái sân ấy. ừ, không biết sao nữa tối tuần chạy qua cảm giác đó anh chị tự nhiên thấy ai đó thành công hơn mình nha hay cái kết quả hồi về lớn hơn mình sẽ bắt đầu mình bị rối anh chị bắt đầu thì mình bắt đầu tâm trí mình mắt mình nó mờ luôn cái tối sầm mà luôn anh chị tự nhiên thấy phía trước nó tối sầm mà luôn nha nên chị phải kiên nhẫn với mình nha thấy mình làm cái việc gì đó mà đang tốt ấy đang giỏi thì phải có tầm nhìn rằng là giờ à bạn đó bạn làm nhiều bạn giỏi nhiều mình mới làm mình kiên nhẫn là mình sẽ là mình mình sẽ giờ giỏi như bạn đó thôi để cái cơ thể mình nó bình an đã đến nó không bị bấn loạn anh chị ơi để nó không có bị là không được tích cực anh chị chứng ngang mình liền chuyển hóa ngay bình tĩnh mình đang mình vẫn đang làm điều dặn mỗi ngày mà. Mình vẫn đang trao giá trị mỗi ngày mà mình vẫn đang kiên nhẫn marketing mỗi ngày, bán hàng mỗi ngày, chăm sóc khách hàng mỗi ngày. Thì cái ngày mà mình có được cái kết quả như bạn đó rất là nhanh thôi. Tại vì có những anh chị học học doanh nhân ấy. Thấy nhiều anh chị làm làm nhanh quá, kết quả nhanh quá mình bắn loạn ngay. <laughs> anh chị phải hình dung câu chuyện là những anh chị đó là họ đã trải một cái giai đoạn rất là kiên nhẫn họ làm điều nhận mỗi ngày còn chúng ta chưa có là một là chúng ta làm chưa điều nhận và chưa chưa có gì à? chưa có điều chưa có điều anh chị nha hai là mình làm chưa đúng rồi còn ba nếu mà làm điều làm đúng rồi thì mình phải kiên nhẫn sắp tới đích rồi anh chị nha Được không ạ à? Được anh chị ơi à, Bao trong số anh chị tốt nghiệp bài học Cơm mình số 1 nghìn nè Và chúng ta phải yêu cơ thể mình Giống như là tình yêu của bố mẹ dành cho con là vô điều kiện Các anh chị phải yêu bản thân anh chị vô điều kiện luôn Phải nên lúc nào mình phải chứng an Cơ thể mình là yên tâm đi Có mình ở đây rồi ừ. Để mà bên trong anh chị nó cảm thấy Được yêu thương, được bình an để nó cảm thấy là không có cảm thấy là nó bị sợ rồi nó không tốt rồi nó bị thế này thế kia anh chị ừ nha anh chị nha rồi ok rất là tuyệt vời thì đó chính là cái nội dung trong cái buổi tối ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị hãy ứng dụng cái điều tôi chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay cuộc sống anh chị sẽ bắt đầu thay đổi ngoạn mục luôn á tại vì tú đã từng là một cái người đi qua giai đoạn đó rồi anh chị cho nên anh chị nha ờ, hãy ôm cái cơ thể của mình đi ạ à. và nói tôi yêu bạn vô điều kiện tôi cảm ơn bạn rất là nhiều bạn là người tuyệt vời nhất bạn xứng đáng sống một cuộc sống mà bạn muốn có. Bạn đáng sống, được không ạ? À? Và mình phải nói rằng là yên tâm đi, mình cứ kiên nhẫn. Kiên nhẫn kiên trì. Kỷ luật. Hành động kỷ luật đều đặn mỗi ngày thì rồi mình sẽ đến được cái mục tiêu của mình thôi. Ok không ạ? À? Thì khi đó anh chị sẽ cảm thấy rất là bình an và nhẹ nhàng nha anh chị nha. Rồi rất là tuyệt vời. À, cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng Tú trong buổi tối ngày hôm nay hồi nãy có một số anh chị hỏi tú là cách để mà tham gia vào nhóm rèn, rèn luyện trên nhân số chúng ấy thì các anh chị có thể có, thể liên hệ người bạn để giới thiệu anh chị đến với buổi zoom tối ngày hôm nay họ sẽ chia sẻ và hướng dẫn các anh chị để tham gia vào nhóm rèn luyện trên nhân số chúng anh chị nha rồi cảm ơn anh chị rất nhiều xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào hai à, uh, giờ tối ngày mai nhé bye bye I love you